Shipper bị đánh gãy hai tay, giao hàng tiết kiệm khẳng định đòi phí là đúng. Công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm khẳng định shipper đạt yêu cầu thu phí hoàn trả sản phẩm là hoàn toàn đúng trách nhiệm của người giao hàng. Sáng 19 tháng 2, bà Hàn Thị Thủy, Phó Giám đốc Truyền thông Đối ngoại Công ty Cổ phần Giao hàng Tiết kiệm khẳng định shipper đạt đòi phí hoàn trả sản phẩm là hoàn toàn đúng. Ông Trương Đình Nhạt đã từ chối nhận khách hàng, không trả khoản phí này là sai, đánh người là hành vi vi phạm pháp luật. Nói về vụ việc shipper bị người nhận hàng đánh gãy hai tay và sẽ có các biện pháp gì để bảo vệ người lao động của mình, ngay sau khi nắm được thông tin, đại diện công ty cho biết đã lập tức đến bệnh viện thăm hỏi, hỗ trợ bước đầu các chi phí điều trị. Công ty cũng đã cử người túc trực tại bệnh viện, theo sát quá trình chữa trị của nhân viên Đạt để kịp thời có những hỗ trợ cần thiết. Chúng tôi cực lực lên án cách hành xử côn đồ, coi thường sức khỏe, tính mạng của người khác mà ông Trương Đình Nhạt đã gây ra cho anh Lâm Anh Đạt. Lập trường của công ty là luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân viên của mình. Vì vậy, công ty cũng đang tích cực phối hợp với cơ quan công an để xử lý nghiêm đối tượng hành hung theo quy định của pháp luật. Theo đại diện công ty này, trước tiên phải nói rõ, công ty không có bất kỳ quy định nào về việc khách hàng phải trả phí hoàn nếu từ chối nhận hàng. Việc thỏa thuận bên nào trả phí hoàn là việc giữa khách hàng và người bán. Trong trường hợp có sự không thống nhất được, shipper sẽ liên hệ với người bán để khách và người bán tự thỏa thuận với nhau. Đối với vụ việc này, công ty đã cho kiểm tra và thấy như sau. Vào lúc 10 giờ 59 phút trưa ngày 17 tháng 2, nhân viên Đạt liên hệ khách là ông Trương Đình Nhạt để giao hàng. Đến 11 giờ 5 phút thì khách từ chối nhận hàng và ngay lập tức Đạt liên hệ với người bán hai cây hoa đỗ quyên cho ông Nhạt. Sau đó để khách và người bán trao đổi qua điện thoại. Khoảng 11 giờ 15 phút, người bán và khách đã trao đổi xong. Đồng thời, người bán thông tin cho anh Đạt thu phí hoàn và Đạt trao đổi lại đúng như vậy cho khách. Như vậy, anh Đạt đã thực hiện đúng trách nhiệm của một shipper là giao hàng. Khi có bất kỳ vấn đề gì sẽ liên hệ với người bán để người bán và khách tự thống nhất. Theo thông tin vừa được báo Thanh Niên ghi nhận, mới đây, một shipper có tên là Lâm Anh Đạt, 24 tuổi ở huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi cho biết đang điều trị tại bệnh viện Quân y C17 thành phố Đà Nẵng. Anh Đạt đã bị vợ chồng người nhận hàng sử dụng hung khí là tiếp sắt, bình hoa, ghế đánh gãy tay. Trên người anh Đạt bị bầm rất nhiều vị trí, nhất là hai cánh tay. Bác sĩ đang xử lý để tan vết bầm, sau đó sẽ tiến hành mổ. Kể lại diễn biến vụ việc, nạn nhân cho biết vào khoảng 11 giờ ngày 17 tháng 1, anh đến nhà ông TDN ở xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi để giao đơn hàng là hai cây hoa đỗ quyên với phí 230.000 đồng. Lúc này, ông N không nhận hàng. Anh Đạt lấy điện thoại gọi cho người bán hàng để thông báo sự việc và đưa điện thoại cho ông N trao đổi với người bán. Tuy nhiên, trong lúc nói chuyện điện thoại, ông N và người bán hàng có lời qua tiếng lại. Nói chuyện chừng 10 phút, ông N tắt điện thoại và đưa điện thoại lại cho anh Đạt. Sau đó, anh Đạt nói với ông N nếu không nhận hàng thì phải trả phí giao hàng để anh gửi trả đơn hàng về cho người bán. Lúc này, ông N đã đe dọa và thách đố sẽ đánh anh Đạt. Lúc này, người shipper đã tiếp tục nói mình chỉ là người giao hàng và làm đúng trách nhiệm khi khách hàng không nhận hàng phải thu tiền phí để hoàn trả đơn hàng. Tuy nhiên, lúc này, ông N lại đá mạnh vào người anh, sau đó dùng tay đấm liên tiếp và dùng bình bông đập vào đầu tôi. Bức xúc vì vô cớ bị ông N tấn công nên anh Đạt đã có phản ứng để tự vệ. Thấy ông N hô lớn, người vợ liền chạy ra kéo cổng lại. Anh Đạt đã bị ông N dùng tiếp sắt, người vợ dùng ghế thay nhau tấn công. Chịu không nổi, anh đã đẩy cửa cổng chạy qua nhà dân ở gần đó lẩn trốn và nhờ người dân điện báo công an. Toàn bộ sự việc vợ chồng ông N hành hung anh đã được nhiều người dân gần đó chứng kiến. Sau đó, anh đã đến công an xã Nghĩa Lâm để trình báo sự việc. Vào khoảng 14 giờ ngày 17 tháng 2, anh Đạt được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Sau khi chụp X-quang xương cẳng tay và làm các xét nghiệm, bác sĩ kết luận gãy đầu dưới thân xương trụ phải, gãy hai vị trí, gãy lồi cầu xương cánh tay trái và mõm khỉu xương trụ trái, gãy ba vị trí. Thấy chấn thương ở tay nặng, người nhà đã đưa anh Đạt ra bệnh viện Quân y C17 tiếp tục điều trị. Bác sĩ thông báo cả hai cánh tay bị gãy nhiều đoạn nên sẽ mổ sắp và cố định lại phần xương bị gãy. Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo công an huyện Tư Nghĩa cho biết đơn vị đã nắm được thông tin và đã mời ông TDN đến trụ sở công an xã Nghĩa Lâm để làm rõ. Ban đầu, ông N thừa nhận mình có đánh shipper. Hiện tại, công an đã lấy lời khai ban đầu của hai bên. Sau khi có kết quả giám định thương tật của anh Đạt, công an huyện Tư Nghĩa sẽ tiến hành xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Vị lãnh đạo công an huyện Tư Nghĩa cung cấp thêm thông tin về vụ shipper bị đánh gãy hai tay.